Chúng ta đến với trận đánh lại của trận thứ tư C đấu đầu tiên. Quân trận này tôi ra kỳ vì sẽ nhỉnh hơn một chút khi pan của Nam bé bỏng, anh Huy Phô, Văn Hưởng Phô, Greg U98. Bên kia có Greg của Tùng Anh, Phô của Kỳ bên à, AC của Ít Gua và IA của Ken Z. Như vậy là hai Greg cần nhau. Phô Phô Pan sẽ đối đầu với AC Phô và IA. Cần rồi. AC IA sẽ cần với Phô Phô. Phô sẽ cần với Pan. Cần. Chúng ta sẽ đến với Nam. Khi Nam là người cầm Pan. Nói chung là cầm Pan thì chém ở nó không thích là cầm mấy cái chém thưởng. Nói nhỏ, Game TV tháng giới thiệu cháu gái cho bị viên luôn, nói nhỏ nhé. Vâng, hiện tại thì anh giới thiệu cũng được thôi. Em thì thuộc cái hệ mà chưa người yêu. Và nghe bà lâu lắm rồi, 19 năm rồi. Chưa người yêu. Thế thì vào anh có thể giới thiệu cho em một cô gái nào đó, yêu cầu cũng đơn giản thôi. Da trắng mặt xinh, thân hình quyến rũ. Và ngoan ngoãn hiền, nhà gia giáo. Nhà có một cái, chỉ cần có một cái nhà ở... ở phố cổ được rồi, đi xe thì không cần xe quá đẹp. Vừa tầm con gì hôm qua vừa xem nhỉ, con cái gì nhỉ, Mazda 6 như sẻ là được rồi, không cần nhiều. Công việc lương tháng ổn định rơi khoảng tầm 200 triệu một tháng, thế được, yêu cầu rất nhỏ nhẹ đơn giản. Vợ cho hỏi sao tem Hà Nội và Hà Nam có sự thay đổi nhân sự xoành xoạch thế, giờ nhìn tem Hà Nam chẳng khác gì tem full Hà Nội cả. Thực ra thì hai clan này cùng một chủ, đó là anh Xuân Đạt. Thì các anh ấy nói chung là chuyển nhượng game thủ làm sao để cho đội hình của hai bên nó hợp lý. Thế thi thoảng thì phong độ game thủ này khỏe thì sẽ cho sang team yếu, ông nào yếu thì sẽ sang team khỏe để cho hai team có thể gọi là cân bằng đội hình với nhau, kiểu kiểu thế. Và chúng ta đang quay trại với màn hình máy của game thủ Bùi Phương Nam. Hai voi lùa về, nhưng ngoài hai voi này ra thì tôi thấy thêm một con voi, một đàn yêu nữa. Quả phụ bài này nữa sẽ là mắc binh dành cho Pomeranian của Bùi Phương Nam. Tôi đang thấy Bùi Phương Nam dường như muốn xây thêm một cái E. Như vậy là muốn đánh nhiều dân bài này à? Một bài ở đầu cánh tôi nghĩ rằng chỉ nên đánh căng nhất là 19 dân thôi, không nên đánh quá nhiều. Vâng, em sinh năm 98 nhưng mà ước muốn của em bao giờ cũng muốn là 18 tuổi. Người ta bảo là trai 18. Vâng, bẻ gãy sừng trâu. Đây là BG ăn quả, vâng, một quả chỉ có 5 cây thôi. 6 cây sẽ là ngon hơn. Một đánh máy của Văn Hưởng. Văn Hưởng lại muốn dâng à. Ông 15 con gì đấy? Nam 98 đánh cung à? Văn Hưởng, úi dồi. Văn Hưởng là một game thủ dường như là hơi sợ đánh ở nhà. Bao giờ cũng muốn chủ động đi dâng A. Em đánh ở nhà đi, hốc lên này. Sao gì? Cứ không phải là bài mắc binh đâu mà cứ đánh ở nhà. Màn hình máy của game thủ U98, người cầm Greg. Greg ở nhà em. Như vậy sẽ dâng lên. Đúng rồi, bài lên sớm với không dâng thì hơi phí. 26 dân của U98. U98 là người khỏe nhất ở trong đấu trường này. Và em đang thi đấu theo phong cách đó là cửa trên. Đúng phong cách cửa trên luôn. Rất nhiều đồ ăn dành U98. Nhưng mà dường như muốn ăn hiêu trước à? Nhường quả à? Như vậy là sẽ nhường quả. Nhường quả cho Văn Hưởng rồi. Anh Huy. Anh Huy phô. Ăn chung với màu 2. Game thủ Kỳ bên à. Trong tất cả bệnh viện thì anh vơ solo random có thuộc hạng mạnh nhất không nhỉ? Bạn đánh giá mình hơi cao. Mình thuộc hệ hay chém gió nhưng mà cũng không phải thuộc hệ ảo tưởng sức mạnh. Vâng, solo random thì nói gì thì nói thì khiêm tốn mà nói thì khả năng solo random của mình thì chắc là chỉ sau, vâng, phải sau nhiều người vậy đấy. Ví dụ kiểu là chim sẻ chẳng hạn. Thôi quả trái bài pan thì bài pan có vẻ đẹp nhất bên phía chúng ta.
Kích đời rồi. 19 dần bàn, lạc đà bắt đầu có. À, vâng, ngựa gió bắt đầu có. Mỏ vàng rất đẹp. 2E là kín mỏ vàng này. Công giáp bảy đồ. Vâng, xin chào anh Lý Nguyễn, chào anh Tài Nguyễn nhá. Đây rồi, như vậy là gặp Iskua. Thôi, làm 4 dân cho nó mát. Thèm khát gì đâu. Dân của Assyrian, mát máy. Gặp ngay nhà đấy cụ, thì auto đi em. Con ngựa giò mà phải sợ 4 dân à. Một thì chơi nhanh. Tí họ có cung tê ra lại không ăn được dân thì lại phí. Rồi. Một lờ bánh xe. Chưa đủ gỗ. 2L và nâng bánh xe luôn, chưa đủ thịt. Hình như mỏ quả đã hết, chuẩn luôn. Thôi cứ xong L đi. Có thể là làm thêm 3 dần nữa. Ở thịt ăn 7 dần, mát máy. Ấm lòng chúc bộ đội. Rồi làm con dần nữa rồi chim én không. Không, như vậy là cố giữ con giò. Để là con nhiều máu nhất có thể. Một bãi ít cua dường như đang khủng. Nhưng tôi không nghĩ ít cua có thể khủng nhà được ở trong thời điểm hiện tại. Vẫn đang đời 2 dành cho em thủ ít cua. Lạc đà tới đời. Và ít cua khủng xong cái hông. Cũng rất nhanh. Ít cua là một tay chém. Nhưng không phải vì thế mà khả năng cùng của ít cua không có. Ít cua khả năng cùng cũng thuộc hàng. Vâng, tầm top. Vâng, top. Khả năng ở top 3. Nhưng dù vậy với cái hốc khá nhỏ của mình thì ít cua đã khủng xong. Bắt đầu vào trong cánh. Ơ. Ít cua đầu cánh đánh cung nhưng lại không có ai dừng lờ dành ít cua. Chiến thuật bên phía cao thủ team Liên Quân đang là khá dị nha. Xin 100 thực để nâng bánh xe không Bùi Phương Nam. Rồi. Như vậy là được bơm 100 thịt để nâng gấp bánh xe. Còn một dân phía bên ngoài. Như vậy ăn được 4 dân. Không, nhiều hơn 6 dân, 7 dân. 7 dân của người cầm AC, AC đánh 26 dân trừ 7 dân. Như vậy là còn 19 dân dành cho game thủ cầm Assyrian ít cua. Bùi Phương Nam cánh này đang ổn. 98 chém được ai? 98 dâng lờ lên, chém thẳng vào nhà mẫu 1. Và bây giờ thì sang cả nhà mẫu 4. Ở nhà đang bị mẫu 4 đi. Như vậy là Game TV trận này không ai đánh chắc nhà. À đâu, như vậy là có người chắc nhà, đó là game thủ anh Huy. Nhưng mà anh Huy cũng yếu thôi. Quả trải cánh bên kia, Văn Hưởng đang muốn kết hợp quân với cả game thủ Bùi Phương Nam. Đi luôn nhá, em đi cung R nở bên ngoài đấy kia. Vậy em vào. Xong. Cua. Xong. Sai lầm chết người đấy từ cái thủ ít cua. Khi mà đen chiếc nhà BE ra để cho lạc nạp pan lao vào. Đen nhà BE ý đồ là muốn cho cung R vào bên trong. Nhưng quá khó so với vâng quy định. Úi giời ơi, mẹ ta này mẹ hết với anh ơi. Thôi xong, đôi bạn cùng chủ lực đã bay nhà. Em đứng thủ toàn tập cho anh. Ở nhà thì bị đâm bị nhưng không sao. Đây là một bài pan. Vâng, cơ sở không ở nhà. Xin gỗ nào, đồng đội. Đội xin tí gỗ được em, chém 4. Vâng, không sắp được lờ, ta nâng chém 4, vấn đề gì đâu. Thằng này 28, đang truy sát được con ông dân của game thủ cầm AC. U98 báo về thì mùa 2 đã yếu. Các thủ chúng ta đang đánh rất bay trong trận này. Vâng, chém yếu mùa 2 và sau đó đang đuổi dân mùa 4. Như vậy với bạn còn ai? Hình như còn mùa 1, mùa 1 chưa ai chặn. Mùa 1 bắt đầu dummy vào nhà của game thủ. Vâng ạ. Ui rồi, Nam chém đỏ đấy nhở. Trên đường đang đuổi dân mùa 3 để gặp thêm ông mùa 4. Và lạc đạp pan nó đuổi thì đừng có hỏi tại sao mà lại không chạy được dân. Vậy em vào. Ở thế này trên đường công tác lại gặp mùa 3 quay đỏ thật. Vâng, chém như gần như này thôi. Đôi khi chúng ta không cần phải chém hai mà chúng ta cần cái sự đỏ. Rất đỏ. Kìm được rất rất nhiều. Thằng Mai đang đẻ mùa 4 đang không to. Nhưng vẫn đang còn thảm, mùa 2 cũng đang còn thảm. Anh Huy bây giờ chỉ cần đi đẩy mùa 2 thôi là xong. Anh Huy lấy cái giáp lên nhá. Màn hình máy của anh Huy. Anh Huy từ này có đỡ không? Thôi không, chỉ bé thôi. Không đỡ rồi, một cái hốc quá bé dành anh Huy. Đấy, không đỡ thì ta đi thi đấu thôi. Mình có pack mà khoảng đồ sẽ tốt hơn với bạn. Đây là 98 tham, còn 19. Cũng bị chặn khá nhiều. Đánh lại mùa 2 đi nhá. Mùa 2 chưa bay đâu, yếu thôi chứ chưa bay.
Nếu chém gió là một tội ác thì ông vơ đáng bị xử tử. Và xem chúng ta phải xem cho nó vui. Đôi khi chém gió một tí để cho cái cuộc sống của ta đỡ căng thẳng. Nhiều khi anh em vừa làm việc vừa xem đế chế. Xem đế chế nó căng thẳng nữa thì thôi xem làm cái gì. Rồi chúng ta phải làm gì cho nó vui chứ. Anh Huy cần phải hồi lại thật nhanh. Với xem Nam nào. Vâng, tiếp tục trở lại cái hốc. Vâng, chơi ít cua tập 2. Ít cua em dài. Vâng, chạy cung R nhưng không chạy dẫn phải em ơi. Không, vậy kịp không? Ít cua. Vâng, ít cua để chết rất là dần. Và KZ là người đi sai. Tỷ số các bạn hai đều ở trong series đầu tiên. Các thủ chúng ta đang hướng tới một series đấu bật thần thánh. Vâng, thua trước 2-0 và sau đó bật 3-2 hai chàng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Một trận đấu chém, tôi không biết là nên gọi là chém hay hay là chém đỏ dành cho Bùi Phương Nam. Vâng, có lẽ là cả hai. Rất tốt. Chúng ta sẽ đến với chung kết của cả hai bên ở trong series này.